truyện tranh Trạng Quỳnh bản màu giới hạn tuyển chọn tập 19 Tiễn Quang Huyện. Chưa sạch còn vết mỡ lâu lại. Quá đáng, Trạng Lâu bàn cho là may lắm rồi mà còn khó dễ. Lần này mà còn chê bẩn, tôi đập cái bàn đấy. Tuyệt phẩm, mặt bàn bóng như gương. Ai đây? Qua dẫm lên tuyệt phẩm của ta. Nhà người ở đâu mà vào đây phá ta? Xuyệt, anh làm ơn đừng có la lớn, để lát nữa em nói rõ chuyện. Xỉu. Sao vậy? Em có làm gì đâu mà xỉu. Từ nhỏ tới giờ mới có một tóc dài dễ xương, gọi tôi là anh mà lại xưng em, không xỉu sao được. Nhỏ, nãy giờ có cô bé nào chạy vào đây không? Có một cô bé kia kìa. Không phải cô bé này. Đi. Lính đi hết chưa anh? Đi hết rồi, ra đi em. Chết tôi rồi, anh em ngọt xớt à. Ai vậy? Chưa biết. Vì sao họ đuổi bắt em vậy? Ai là em của ông? Thì lúc nãy gọi đây là anh, đằng ấy xưng là em, quen rồi sao? Lúc nãy sợ lên bắt nên phải hạ mình một chút cho qua chuyện. Ông phải gọi tôi là chị mới đúng. Hừ, vắt chanh bỏ vỏ. Bà chị làm ơn lau lại cái bàn rồi ra khỏi nhà tôi ngay. Biết ta là ai không mà dám sai ta lau bàn? Ta là là con gái. Hi hi. Vô duyên. Có điều gì mờ ám không dám xưng thân thế? Cậu ở đâu tới, tên gì, vì sao bị lính rượt vậy? Tớ tên Bông, quê ở Ái Tử. Nhà tớ nghèo, phải vào đây kiếm sống. Lúc nãy vì đói quá, tớ lấy cắp một cái bánh ú nên bị lính đuổi. Nhà nghèo sao mặc áo đẹp vậy? Áo này mới nhón được đó, chiều sẽ đem đi bán để lấy tiền ăn cơm. Tội nghiệp cậu quá, hay là cậu ở tạm đây, chiều mời tớ về, tớ xin cho cậu giúp việc bán hàng. Bàn tay bàn chân của cô ta trắng bóc, mềm mại như thế kia, không phải là con nhà nghèo đâu. Chắc chắn đây là một công nương, một tiểu thư nào đó. Chuyện này có điều uổng khúc, phải tìm hiểu cho rõ. Bông, chẻ giùm đống củi này cho tớ. Hừ hừ, củi gì như khúc cây. Hô hô, anh Quỳnh ơi, em đói quá, chẻ không nổi. Mỗi lần cầu cạnh, hắn lại xưng anh em, không giúp. Nhưng mà nhìn hắn méo máu, mình không cầm lòng được. Đưa đây, anh Quỳnh chẻ cho. Hì, từ muôn thuở, nước mắt con gái là vũ khí mạnh nhất. Không chẻ củi được thì mang rổ chén kia ra ao rửa. Cớ sao, ta lại phải rửa chén? Ẩm. Anh Quỳnh ơi, em lỡ làm rơi hết chén xuống ao rồi, hu hu. Nhảy xuống ao vớt lên. Con gái hư hỏng. Xuống vớt giùm em đi mà, giúp em đi anh Quỳnh. Ừ, để anh vớt. Chẻ củi cũng không được, rửa chén cũng không biết. Hừ. Nói thật đi, cậu là ai? Nói thật tớ giúp. Còn nói dối, tớ đuổi đi ngay. Đừng có đem nước mắt ra dụ tớ nữa đấy.
tớ tên Bông. Không bông hoa lá gì cả, cậu là tiểu thư nhà ai, không qua mặt được tớ đâu. Loa loa, ai thấy, ai biết tiểu thư Ngọc Lan ở đâu, hãy báo cho quan tổng binh, sẽ có thưởng. Tiểu thư Ngọc Lan là cậu, không sai đâu, tớ đi báo. Nên nhớ, cha tớ là quan võ, tớ có võ đấy. Cha tớ cũng là quan võ, tớ cũng có võ, thử xem. Cha cậu làm quan ở triều Nam hay Bắc? Cha tớ làm quan ở triều Hùng Vương 18. Xạo nè. Hai đứa dừng tay, vào đây mở báo. Hèn cho cậu đấy, mở không kêu, bữa nay cậu no đòn với tớ. Nói thật đi, thím biết cháu là tiểu thư Ngọc Lan rồi, không giấu được ai đâu. Hù hù, cha mẹ cháu không còn thương cháu nữa, cháu phải ra đi thôi. Sao mà mau nước mắt thế nhỉ, lần này tớ không động lòng. Cha cháu đánh cháu, mẹ cháu không bên cháu, cháu giận cha mẹ đi tìm chỗ khác mà sống. Vì sao cha đánh? Lời học chứ có gì đâu ạ. Hù hù, đánh là phải. Cháu hừ lắm, cháu có lỗi, bị cha mẹ phạt là phải, sao lại giận cha mẹ? Cháu nên về nhà đi, ở ngoài đời có lắm gian nan mà cháu không lường được đâu. Cháu không về, thà chết không hàng. Quỳnh, dẫn tiểu thư Ngọc Lan về, mợ không cho tiểu thư ở đây. Thím không cho ở đây, cháu tìm chỗ khác ở. Theo tớ về. Chóc. Con chạy theo, tìm cách khuyên cô bé quay về, kẻo có lắm điều không hay xảy ra. Hơi đâu mà khuyên, để cô ta nếm mùi cay đắng thì sẽ tỉnh thôi. Ông cụ có lý, ta sẽ cho tiểu thư Ngọc Lan nếm mùi cay đắng ngoài đời để biết thế nào là vị ngọt của gia đình. Ngọc Lan, chờ tớ. Chóc. Cấm cậu theo tớ à? Khoan đã, tớ có mang bộ áo quần của con mắm cho cậu mặc đây. Cậu mặc áo đó, người ta sẽ nhận ra cậu tiểu thư Ngọc Lan ngay. Có lý, cảm ơn. Nằm úp mặt xuống đất cho tớ thay đồ. Rồi, đứng dậy đi. Ôi, Ngọc Lan héo. Muốn đi chơi thì đi, chứ đừng có hòng khuyên tớ về nhà. Ngọc Lan này không nghe lời ai đâu. Tớ không khuyên cậu về nhà, nhưng tớ khuyên cậu nên tìm một việc gì đó để có cái ăn chỗ ở. Không lẽ lang thang mãi thế này sao? Lời khuyên được chấp nhận. Ăn nói láo thật, đúng là con ông tướng. Có gánh thuốc sơn đồng máy võ kìa, cậu biết võ có thể xin việc ở đó. Lời đề nghị được chấp nhận, merci. Trời, nói cả tiếng Tây với mình, con gái gì quá trời. Biết võ Bình Định hả? Được, ra đấu với con trai của ta đi. Nhớ là không được thắng nó đó. Ta đặt cho nó danh hiệu vô địch. Dù cho có giỏi thế nào cũng không được thắng nó. Làm được thế, ta sẽ nhận vào làm việc. Xin giới thiệu hai cao thủ nhí. Một là con trai tôi, vô địch thiếu nhi. Hai là nhà vô địch hổ nữ, đến từ Bình Định. Làm sao đánh lại võ Bình Định? Bà con yên tâm, con trai tôi sẽ đánh lại võ Bình Định cho bà con xem. Trận đấu bắt đầu. Dạ. Tên này dễ ẹt mà báo ta phải thua, còn lâu. Dạ.
Võ Tàu thua Võ Bình Định rồi, quảng cáo xạo, không mua thuốc. Con nhỏ kia, ta đã dặn không được thắng con tao rồi mà. Mày làm tao bể nồi cơm, chết với tao. Ái ái. Bình. Sự giúp đỡ được chấp nhận, thank you. Hết tiếng Tây qua tiếng Anh, học lối mở đầu thế nhỉ? Cậu bướng bỉnh với cha mẹ thì được, chứ bướng bỉnh với người khác thì chết đấy. Lời khuyên không được chấp nhận, no thank you. Ra đời làm ăn thì phải nhẫn nhịn, người ta đâu phải cha mẹ mình mà chịu đựng sự bướng bỉnh của mình. Lời khuyên được chấp nhận một nửa, để thử xem, merci một nửa. Cần người giặt áo quần. Có chỗ làm rồi nè. Nửa đồng một ngày, chiều thì vào làm. Dạ cháu chiều ạ. Đi giặt đống áo quần kia đi. Áo quần gì mà kinh thế này, chắc phải một tháng mới thay một lần. Hi hi, ở nhà có người hầu hạ giặt áo quần cho mình mà lại không chịu, bây giờ phải đi giặt áo quần cho người khác. Giặt thế này à, mày đem ra nhúng nước rồi đem vào phải không? Ra giặt lại. Hừ hừ. Ra đời phải nhịn nhục, người ta đâu phải là cha mẹ mình. Đồ quỷ, có im cái miệng lại không? Ừ, được rồi đó, phơi lên đi, rồi vào ăn cơm. Phần của mày, ra sau hè ăn. Cái này mà gọi là cơm à? Hi hi, tiểu thư Ngọc Lan ngồi ăn cơm cháy ở sau hè. Không thèm ăn. Cơm của tao, mày dám đổ đi à? Còn nhỏ này láo. Sao bà dám đánh tôi? Bộ mày là con ông tướng hay sao mà tao không dám đánh? Chạy đi Ngọc Lan, bà ấy cầm roi ra kìa. Về nhà đi Ngọc Lan, sống thế này khổ lắm. Không, nhất định không về. Không về thì đi nữa. Không được đi theo tôi nữa. Đằng kia có cái miếu, lại đó ngủ qua đêm đi. Đói bụng quá. Hít. Nhỏ, ra phía sau hè ngủ, không được ngủ ở đây. Ông ơi, cháu đói quá, ông có gì cho cháu ăn lót dạ không ạ? À? Tao cũng đang đói đây, đi đi. Trời ơi, chỗ này dơ dáy quá, làm sao mà ngủ? Ai đời có nhà cửa đàng hoàng, có nệm bông chăn ấm mà lại ra đường ngủ với chuột. Lại là cậu, lần này ta đánh thật đấy. Khoan, ăn cái bánh này rồi hãy đánh. Sự giúp đỡ được chấp nhận, merci. Hừ. Hít hít. Sao cậu khóc? Con trai mà khóc dễ hợm lắm. Hít, tớ nghĩ giá mà không đi theo cậu, giờ này ở nhà tớ quấn chăn ngủ ấm vô cùng. Ở nhà tớ đói bụng, mời tớ lấy cơm cho tớ ăn ngay. Giờ thì hít, một thân một mình chịu đói lạnh bơ vơ, biết ngày mai ra sao đây. Hít. Giờ này ở nhà chắc mợ tớ khóc dữ lắm. Bọn thằng tre sao chưa tới nhỉ? À, chúng tới kìa. Con nhỏ này sao dám giành chỗ ngủ của chúng tao? Quýnh nó một trận.
Đừng, nó là bạn của tao đấy, cho nó ngủ nhờ đi. Nó không có cha mẹ à? Có, nó có cha mẹ, nhà cửa đàng hoàng, nhưng vì giận cha mẹ nên bỏ đi. Ha ha, con nhỏ này bị điên rồi chúng mày ơi. Tớ điên hồi nào? Không điên mà bỏ cha bỏ mẹ, bỏ nhà bỏ cửa ra đường ngủ một mình. Đồ điên, điên đô. Dám hỗn với tớ? Dám đánh đại ca? Chúng mày biết tao là ai không mà dám đánh tao? Mày cũng chỉ là đứa không cha không mẹ, không nhà không cửa như chúng tao thôi, chứ có hơn gì đâu. Tớ không phải trẻ mồ côi, tớ có cha mẹ, hu hu. Thấm thía rồi. Nói cho cậu biết, bọn tớ thèm có cha có mẹ, có mấy ấm gia đình lắm. Cậu có tất cả, cậu là người hạnh phúc nhất đời mà cậu không biết. Cậu không chịu để cha mẹ đánh, ra đời sẽ bị người khác đánh thôi. Người ta đánh thì ác liệt lắm. Lời khuyên được chấp nhận, Messi, tớ về nhà đây. Cảm ơn các cậu đã giúp tớ nhận cái sai của tớ. Tớ đưa cậu về nhà. Không cần. Đoạn đường từ đây về nhà cậu nhiều ma lắm. Thế à, đưa tớ về giùm đi. Hì, trông cũng xứng quá ha. Đồ quý. Chúc cậu bỏ được cái tính bướng bỉnh ngang tàng với người khác, sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, không phản đối cha mẹ nữa nhé. Cảm ơn cậu. Con nhỏ kia đi đâu? Cháu là Ngọc Lan đây, chú không nhận ra sao? Xỉu. Sao mày xỉu vậy? Tiểu thư bỗng dưng ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép quá nên tao sốc. Hằng ngày tiểu thư hay nạt tao lắm, hôm nay sao lại trớ trời thế? Chị Quỳnh ơi, cho tôi món gì ăn đi, đói quá. Hôm nay thầy cai đi đâu mà lại phải nhịn đói thế? Hoàng giao cho tôi một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng tới vận mệnh nước nhà mà từ sáng đến giờ tôi chưa làm được. Chuyện gì mà ghê gớm thế ạ? Hoàng bảo tao đi bắt ba người ngốc nhất huyện, tao chưa tìm được ai cả. Thế mà nói là cực kỳ quan trọng, trên đời có lắm người ưa thổi phồng việc làm lên cho oi. Để cháu theo góp ý giúp chú tìm ba người ngốc ấy cho. Cảm ơn mày. Tên kia làm gì với con ngựa vậy? Tới xem. Chuyện gì? Tự dưng nó không chịu đi nữa, không biết tại sao. Tại chú bắt nó trở nặng quá nên nó không chịu đi chứ gì. Hay. Đúng rồi đó. Vậy tôi phải làm sao đây? Một người ngốc chỉ có việc ấy mà không biết giải quyết, bắt đi chú. Hoàng, tao phải dạy khôn cho hắn rồi bắt sau. Tao sẽ cho mọi người thấy tao là người thông minh. Để đồ trên lưng, nó đi không nói, hãy cột đồ xuống bụng cho nó nhẹ. Có thế mà nghĩ không ra. Rồi, thông minh khiếp, kệ, để xem ổng làm gì. Ông cài có ý kiến hay thật. Theo ta, ta bắt người vì tội ngốc. Con ngựa vẫn không chịu đi, sao lạ vậy? Nó không đi là tại nó không đi. Gửi nó cho ai đó rồi theo ta, quan xử tội xong, về tính sau. Còn hai đứa ngốc nữa, tìm khó quá. Dạo này người ta thông minh hơn nhiều, khó tìm người ngốc lắm.
Ôi, dài quá, qua cửa thành không được. Người ngốc thứ hai kìa chú. Tên kia, sao người ngốc thế? Cây tre dài hơn bề ngang cổng thành, tôi qua không lọt chứ có ngốc đâu. Sao người không biết, mượn rửa chặt cây tre làm nhiều đoạn ngắn để qua lọt cổng thành. À, có thế mà tôi không nghĩ ra. Toàn là người thông minh. Ô hô, qua được rồi. Khoan, theo ta về gặp quan rồi hãy đi. Được hai đứa rồi, còn thiếu một đứa. Thưa chú, đủ ba người rồi đấy ạ. Ở đâu? Thưa người thứ ba là chú đấy ạ. Tào ngốc, đánh cho mày một cái bây giờ. Để con nói xong rồi hãy đánh, đúng là sự thật mất lòng. Này nhé, chú này bắt con ngựa chở nặng nên nó không đi. Đáng lẽ chú bảo chú này tháo bớt hàng xuống cho nhẹ thì con ngựa mới đi được. Đàn này chú bảo cột hàng xuống bụng con ngựa, chân ấy trọng lượng chuyển từ lưng xuống bụng thì có nhẹ cho con ngựa chút nào đâu. Nó đi không được là phải. Có lý. Hóa ra thầy cai có khôn gì hơn tôi đâu. Còn chú vắt cây tre này, đâu có cần phải chặt cây tre thành nhiều đoạn ngắn mới qua được cổng thành. Thế mày bảo lòng sao? Chú ấy chỉ cần xoay cây tre lại cho nó đi dọc theo cổng thành là được thôi. Ờ ha. Thầy cai đem cây tre cho tôi, thầy thuyết dạy tôi chặt phụ nó ra. Ai bảo mày ngốc, nghe lời tao. Hi hi, thầy chùa gặp đứa trọc đầu. Hi, mình cũng ngốc mà bắt ai. Thôi đi hết đi. Hi, có lắm người dạy mà cứ tưởng mình khôn, dạy khôn cho người khác. Dân huyện này thật là tệ. Ta làm việc ở đây nhiều năm, nay ta có lệnh đi nơi khác mà không ai có món gì tiễn ta cả. Biết yết thị ra lệnh, ta còn ở đây ngày nào, ta vẫn là quan huyện ngày ấy. Tất cả dân trong huyện phải mang lễ vật đến tiễn ta trong ngày hôm nay. Ai trái lệnh, tối nay ta bắt lên đây đánh đòn. Mai ta mới đi. Loà loà, có yết thị khẩn, bà con hãy đến đọc. Tất cả dân trong huyện phải mang lễ vật đến tiễn quan huyện trong ngày hôm nay. Ai trái lệnh sẽ bị đòn. Trời! Quan ăn của mình biết bao nhiêu là thứ rồi, chưa no sao? Ngày mai đi, ngày nay vẫn còn tác hoài tác quái. Biết nộp cho ông thứ gì đây giờ? Quan huyện ấy tệ hại thế à? Được, cháu cứ làm cho hắn một chầu bé mặt. Các bác đừng lo, để cháu đại diện đi nộp lễ vật cho quan thay các bác. Cháu định nộp thứ gì? Dạ, bí mật quân sự không nói được, lát nữa các bác sẽ biết. Bẩm quan, có người đại diện dân chúng mang lễ vật đến ạ. À, có thế chứ. Chỉ có chừng ấy thôi sao? Vâng ạ, chúng còn nghĩ chỉ cần bán nhiều đây là quan đủ no ấm để lên đường rồi ạ. Mở ra cho ta xem. Hả? Một thúng gạo, một thúng muối và một túc giấy tiền vàng mã. Chúng mày có ý gì? Bẩm quan, chúng có ý xỏ xiên quan, những thứ này dùng để tống khứ cô hồn đó ạ. Lão, dám bảo ta là cô hồn à, lên đánh nó. Dừng tay, ta bảo hắn mang đi lễ vật đến đó.
xin kính cẩn nghiêng mình chào quan án. Người làm quan bóc lột hạ hiếp dân chúng sẽ có khác nào là cô hồn không? Do đó khi người ra đi, dân chúng nộp lễ vật cúng cô hồn là phải rồi. Ta đã tâu việc làm của người lên chúa thượng rồi. Ta có lệnh tịch thu hết tài sản của người, vì đó là những thứ người bóc lột của dân chúng. Tôi xin chấp hành lệnh, tôi bỏ hết tất cả, tôi chỉ mang theo hũ dưa muối này đang dọc đường thôi. Quan, chúa thượng nói rằng vợ người muối dưa rất ngon, hãy gửi cho chúa thượng một hũ. Nhưng nhà tôi chỉ muốn có một hũ này. Người tìm cách từ chối không biểu cho chúa thượng phải không? Dám làm phật lòng chúa thượng. Không không, tôi xin biếu chúa thượng hũ dưa muối này. Tôi đi đây. Ra đi với hai bàn tay trắng mới là người thanh liêm. Lấy vàng trong hũ này ra, chia cho dân chúng, vì đây là của dân chúng bị bóc lột. Sao quan bác biết trong hũ này là vàng? Kinh nghiệm cháu ạ, mấy ông tham quan hay tham nhũng làm thế để che mắt thiên hạ. Hít, phải chi ta đừng bày trò vơ vét thêm lần chót, thì đâu phải mất sạch thế này, đúng là tham thì thâm.